Hay quá, bọc lót cho nhau rất hay. Hay quá, Hùng rất thích những tình huống phải tay của Văn Hải. Rất khéo, đánh tì lưới hay thật. Hay quá, rất cố gắng từ Tuấn Đức, vẫn chưa thể giành điểm. Vẫn còn, một đường cầu rất hay. Rồi, thủ cầu lỗi từ Như Thảo. Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với livestream đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay của Hùng. Buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra loạt trận bán kết của giải cầu lông vô địch cá nhân toàn quốc. Và trận đấu đầu tiên Hùng gửi đến mọi người đó là trận bán kết ở nội dung đôi nam nữ. Giữa hai cặp đôi được đánh giá là cặp đôi số 1 và cặp đôi số 2 của cầu lông đôi nam nữ Việt Nam. Phía bên phải màn hình của chúng ta, cặp đôi Văn Hải và Vân Anh đến từ đơn vị Bắc Giang. Phía bên trái màn hình là cặp đôi Tuấn Đức Như Thảo, cặp đôi đến từ Hà Nội, hiện tại cũng đang là cặp đôi số 1 Việt Nam. Ok anh Phạm Hiệp, đôi trận bán kết này đôi nào thắng thì gần như là có thể coi là vô địch mọi người ạ. Trận đấu bắt đầu, Bắc Giang giao cầu. Cầu lỗi từ Vân Anh, điểm số 1-0 cho Tuấn Đức Như Thảo. Tạm thời chưa chào mọi người vội, tí chào mọi người sau. Rất hay, 2-0 cho cặp đôi số 1 Việt Nam. Toàn ai cần buồn ấy kia, nhớ anh quá à? Cầu lỗi, đội điểm 1-2 cho Bắc Giang. Bắt lưới rất nhanh thì Tuấn Đức. Thủ cầu ngoài sân, Văn Hải đập rất mạnh. Đội điểm 2-3. Hôm nay thứ bảy mọi người vẫn đi làm. Đập cầu tốt, một pha đập cầu đi ngang rất khó chịu. Tuấn Đức Như Thảo của Hà Nội gặp đôi Văn Hải Vân Anh của Bắc Giang mọi người. Vân Anh đánh cạch mấy quả rồi. Hello mọi người, đây là bán kết nhá. Bán kết. Tuấn Đức đập rất căng nhưng mà Vân Anh vẫn thủ được. Đánh đồng đội rồi. Điểm số 5 đều. Ăn rồi. Cổ động viên của Bắc Giang cổ vũ cho đội chủ nhà hết sức nhiệt tình. Đôi số 1 Việt Nam. Còn nhất cả Sipucha Hà Nội, giải đấu quốc tế còn nhất được. Nhưng không phải là đơn giản, Tuấn Đức cũng phải nói là cũng gọi là trình độ cũng tầm quốc tế. Đập cầu liên tục, Văn Hải thủ hay quá. Cầu không qua lưới, cổ động viên Bắc Giang cổ vũ cho đội nhà mình hết sức nhiệt tình. Xem nhá, nếu mà đang đi làm sợ sếp phát hiện xem trộm live stream thì mọi người ta nghe mà xem đừng có chia sẻ. Chào anh Vương Sĩ Vượng Còi, nhà thi đấu thể thao mới của tỉnh Bắc Giang anh Trần Văn Quý ơi, ở ngoài cánh đồng ấy ạ. Tôi Văn Hải Vân Anh giờ đánh cũng hay lắm. Văn Hải đánh đôi nam nữ cực hay. Cầu thiếu lực rồi. 7-8. Ép cầu rất hay. 8 đều rồi. Vẫn còn. Ép Vân Anh, liên tục ép Vân Anh. Em cảm ơn anh sống vì tình rất nhiều, xin chào.
Điểm 9 đều, rất căng. Bạn có giật không ạ? Live stream có bị giật không ạ? Ông thấy một có anh nào đó comment là bị giật. Mọi người cho Hùng biết nhá. Cần thiết thì tí hết set 1 sẽ tắt đi để bật lại. Liên tục ép Vân Anh. Hay quá. Thủ rất tự tin. Bắt bài rất nhanh từ Như Thảo. Hay quá. Rất hay. 11 đều. Hay quá. Văn Hải cũng rất thông minh. Như Thảo chặn cầu ngang đường kia rồi. Văn Hải nên hạn chế. Văn lưới rất hay từ Như Thảo. Rất may mắn. 12-14. Rất hay. 13-14. Tuấn Đức rất chủ động lên lưới. Bắt bài không được rồi. Chặn cầu lỗi từ Vân Anh ra. Cầu ngoài sân. Riêng về cá nhân Hùng thì Hùng sẽ chỉ chọn những góc quay như này để Hùng quay thôi. Tuấn Đức bị với cầu. Như Thảo hôm nay đánh hỏng hơi nhiều. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Hữu Nam. Quay thẳng không chân thật. Đúng rồi anh ơi, em cũng thấy thế. Quay thẳng toàn nhìn thấy lưng vận động viên mới không nhìn thấy, không nhìn thấy kỹ thuật của họ nữa. Với cả nhiều thứ nữa. Nói chung là quay này nhìn nó như kiểu mắt mình nhìn hơn. Nhìn thật hơn. Cầu ngoài. Cảm ơn mọi người. Hùng cũng chỉ sẽ giữ góc này thôi. Cầu ngoài sân rất đáng tiếc. Thì đôi Văn Hải với Vân Anh cũng là gần trình độ nhất rồi. Cũng không có đôi nào cứng hơn. Đạt Phúc thi đấu ở nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Liên tục dồn vào Như Thảo. Chém hay quá nhờ, vẫn còn. Dồn cầu không qua lưới. Cầu 2, điểm 2-1 cho Bắc Giang. Đập căng thế nhờ. Ngồi đây còn nghe tiếng nổ. Hiện tại Hùng đang ngồi cách sân đâu đó khoảng gần 20m. Hưng Đức phải đến cuối buổi ngày hôm nay mới đánh nha mọi người. Cỡ khoảng 10 giờ 10 rưỡi. Tầm 10 rưỡi đấy. Có khi là 11 giờ tùy vào diễn biến các trận đấu trên sân. Bom. Chém cầu rất hay từ Tuấn Đức. Cầu không qua lưới.
Đôi nam đánh cuối cùng nhé mọi người. Văn Hải vẫn rất khéo léo, Tuấn Đức cũng vậy. Cầu lỗi từ Như Thảo. Nếu mà thấy cầu lỗi thì chủ yếu là do các vận động viên nữ qua. Rất khéo, đánh tì lưới hay thật. Hay quá, rất cố gắng từ Tuấn Đức, vẫn chưa thể giành điểm. Vẫn còn một đường cầu rất hay. Rồi, thủ cầu lỗi từ Như Thảo. Một tình huống ăn điểm trực tiếp. Rất may mắn, vẫn hất lên được. Vẫn chưa ăn được. Vân Anh đã có một tình huống thủ cầu rất hay. Ok, càng về sau trận đấu càng hay. Hay rồi. Ngoài sân. Văn Hải đập căng thật. Không kém gì Tuấn Đức cả. Cầu ngoài. Vân Anh thủ tình huống hay quá. Điểm số 97. Hay quá, bọc lót cho nhau rất hay. Hay quá, Hùng rất thích những tình huống phải tay của Văn Hải. Một pha cầu hơi căng tay, ở đấy đánh lỏng hơn thì hay. Hai vợt rồi. 11-8 các vận động viên nghỉ giữa set. Tập cầu rất căng, Văn Hải phản cầu không qua lưới. 12-8. Cầu của ngày hôm nay thì Hùng sẽ kết thúc livestream và thực hiện livestream mới. Bởi vậy nếu mà mọi người không đăng ký nhận thông báo thì mọi người sẽ không biết ở đâu để xem. Không đăng ký thì thực ra nó cũng không có ảnh hưởng gì đến Hùng cả. Hùng cũng chả có kiếm được tiền từ cái việc mọi người đăng ký hay là mọi người xem video. Ở trên Facebook thì không kiếm được tiền. Có YouTube thì kiếm được một chút tiền quảng cáo, nhưng cũng không đủ tiền ăn, tiền nhà nghỉ đi quay giải. Cầu lỗi từ Văn Hải. Bắt bài rất nhanh. Tuấn Đức định tung ra một pha chích shot nhưng mà không được. Rất hay. 12-14. Đang rất là tiềm năng. Một pha bấm cổ tay xa đường biên rất hay Tuấn Đức. Cầu ngoài. Non quá. Đập thế thì chịu. Trung Kiên. Ok, em ở Vĩnh Phúc, anh ở Hà Nội nha. Vẫn là luôn ở thế đuổi điểm. Tuấn Đức đánh kinh nghiệm hay lắm. Trình quốc tế nó phải khác. Tất cả nội dung đều có nha mọi người. Đơn na hôm nay là bán kết tất cả các nội dung. Đây mới là nội dung đầu tiên thôi. Vẫn chưa ăn được. Tuấn Đức thủ chắc lắm. Văn Hải đánh phải tay hay. Hay quá. Rồi. 16-17. Họ mới xin được thôi. Người trong ban tổ chức hoặc là trọng tài.
Tuấn Đức đã với cầu rồi. Rất may mắn, cầu lật lưới. Cổ động viên Bắc Giang cổ vũ đội nhà của mình hết sức nhiệt tình. Lần đầu tiên gặp đôi Văn Hải Vân Anh vừa lên dẫn trước. Xin chào Nguyễn Huy Hân. Cầu ngoài sân 18 đều. Bắc Ninh có bao giờ đánh nam nữ đâu anh ơi. Hay quá, 19-18. Phản cầu ngoài 19 đều. Rồi, trận đấu kết thúc 21-19 do Tuấn Đức Như Thảo trong trận đấu thứ hai. Dù sao thì cặp đôi Bắc Giang cũng đã thi đấu hết sức ấn tượng rồi.